Ever, tập 4, Seo Ye-ji quyến rũ thành công Park Byung Eun, phim 19. Ever, Thiên Nga bóng đêm, là bộ phim kể câu chuyện của Lee Ra-eul, Seo Ye-ji. Một người phụ nữ được sinh ra bởi một người cha thiên tài và người mẹ xinh đẹp. Tuy nhiên, một ngày cô tận mắt chứng kiến cái chết của cha mình. Đó là lý do 13 năm sau, Ra-eul quyết tâm hạ gục Kang Jung-kyung, Park Byung Eun, CEO của Lee Group, một trong những thủ phạm chính gây ra vụ phá hủy gia đình mình. Điều này giúp cô trở thành nhân vật chủ chốt trong vụ ly hôn trị giá 2.000 tỷ won, tương đương 1,7 tỷ USD, của một tập đoàn tài chính gây chấn động toàn quốc. Trước đó, Lee Ra-eul đã cố tình gây ra xung đột giữa Han So-ra, Yoo Sung và các bậc phụ huynh khác để kiếm lý do gặp riêng Kang Jung-kyung. Theo đó, việc quyến rũ CEO của Lee Group là một phần trong kế hoạch trả thù của Ra-eul và người đàn ông này cũng nhanh chóng bị thu hút bởi sức hút của cô gái trẻ xinh đẹp. Trong đoạn giới thiệu về tập phim sắp tới cho thấy khoảnh khắc căng thẳng giữa Lee Ra-eul và Han So-ra. Nếu như Lee Ra-eul toát lên vẻ tao nhã cùng nụ cười thoải mái khi ngồi trước Han So-ra thì ngược lại Han lại nhìn cô một cách thận trọng và như thể đang theo dõi từng cử động của Ra-eul. Ở một diễn biến khác, cả hai trở nên thân thiết hơn. Han So-ra thậm chí còn mỉm cười với Lee Ra-eul khi được cô chăm chút cho trang phục. Điều này đặt ra câu hỏi về cuộc gặp gỡ của bộ đôi và số đông khán giả cho rằng Lee Ra-eul đang cố thân thiết với Han So-ra để làm bàn đạp tiếp cận Kang Jung-kyung và báo thù cho cha mình. Trong khi đó, Ra-eul cũng sẽ có nhiều cuộc gặp bất ngờ với CEO Kang. Cả hai được dự đoán sẽ sớm có cảnh ân ái trên màn ảnh. Diễn biến mới của phim 19 Ever cho thấy dường như kế hoạch của Seo Ye-ji đang rất hiệu quả. Trong tập trước của Ever, Thiên Nga bóng đêm, Kang Jung-kyung, Park Byung Eun đã thẳng thừng từ chối cảm giác đang bị hấp dẫn bởi Lee Ra-eul, Seo Ye-ji, dù cho anh không ngừng suy nghĩ về cô từ sau lần đầu tiên gặp mặt. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cô tự làm hại bản thân mình, anh càng nghi ngờ rằng Ra-eul đang che giấu điều gì đó. Kang Jung-kyung thậm chí đã đối mặt với cô để tìm ra bí mật đang được che giấu nhưng Lee Ra-eul lại thẳng thắn, anh muốn có tôi phải không? Muốn một cách điên cuồng. Tôi cũng vậy. Chúng ta đừng nghĩ gì khác, mà hãy đi theo ham muốn của cơ thể. Được không? Nói xong, Ra-eul tiến đến hôn CEO Kang khiến anh bất ngờ. Trong đoạn giới thiệu tập 4, cho thấy nụ hôn say đắm của Kang Jung-kyung và Lee Ra-eul. Trước đó, anh hỏi cô, tất cả những người đang vây quanh tôi đều nhắm đến tôi. Nếu tôi đáp lại sự quyến rũ của cô thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Nghe vậy, Ra-eul đáp, không phải vậy đâu. Chỉ là tôi muốn có được anh thôi. Trong cảnh này, cả hai đang đối mặt với nhau phía sau sân khấu của màn biểu diễn tango và giao tiếp bằng mắt trong một không gian xa lạ, nơi không có ai khác xung quanh. Bầu không khí căng thẳng nhưng cũng ngọt ngào giữa cả hai khiến người xem đồn đoán về một cảnh ân ái sẽ có giữa họ. Khi trước đó tập phim cũng đã được thông báo dán nhãn 19 với hạn chế khán giả dưới 19 tuổi. Ở cảnh sau đó, Kang Jung-kyung lần đầu tiên thể hiện mong muốn đến gần hơn Lee Ra-eul khi quyết định ôm và hôn cô. Điều này khẳng định kế hoạch trả thù của Ra-eul đang ngày càng gần hơn. Cũng trong tập này, Han So-ra, Yoo Sung và Ra-eul tiếp tục trở nên thân thiết hơn. Cô cũng thẳng thắn trách móc chồng về việc luôn hờ hững với vợ, anh mới là người cần đến con trai cơ mà. Vậy sao em phải một mình chịu áp lực này cơ chứ? Trong khi đó, ở một cảnh khác, Ra-eul phát hiện ra sự thật về tuần trăng mật cũng như cái thai của Han So-ra. Diễn biến tiếp theo của phim Ever lên sóng lúc 22:30 hôm nay.